Chào các bác, cô chú, anh chị em nhé. Đấy, hôm nay cuối tuần lại về quê ngoại chơi thì lang thang chả biết đi đào cái gì bây giờ. Tìm thì chả có, mà mình không quen biết ai trong này nhiều. Đấy, thì lại phải tìm quanh vườn xem có cái gì để đào bới không. Thì thấy cái búi khế này nó lâu rồi. Lâu rồi, em thấy cái búi khế này lâu rồi. Nhưng mà thấy nó bình thường thôi, mấy cái cây nó nhỏ nhỏ bằng ngón tay nó sẽ trồi lên. Nhưng mà hôm nay thì suy nghĩ là tại sao nó lại trồi lên một chỗ như thế, chứng tỏ dưới nó phải có cái gốc rất to. Đấy, thì bây giờ vào xem này. Vừa với sơ sơ thấy nó hay hay để đào các bác, cũng chưa biết nó có dưới nó có đẹp đến mức nào, nhưng mà thấy là có thể đào được các bác. Đấy, góc vườn này, ngoài tường bao này các bác. Nhìn vào thấy, đi vào cái cổng đây. Rồi, bây giờ đi vào để xem nó có ra gì các bác nhé. Đây các bác ơi, em vừa mới bới nó sơ sơ. Mày chỗ này nó âm u quá, nó rậm rịt rậm rịt đây các bác nhỉ. Cái khế nó dưới cái lùm mà cây nhãn với cái mít nó túi này. Đấy. Thì nhiều khi em chả để ý đến, mình nó nhìn cơ bản là nhìn thấy xấu, không nhìn thấy gốc. Thì mình mới ra ngoáy ngoáy một tí thấy nó có tí gì đấy để mình triển khai được. Đấy. Thì cũng chưa có gì nó lộ sâu lắm, nhưng mà cơ bản là nó đã có gốc, nó sẽ có gốc. Ở đây là con khế chua các bác. Có thể dễ nó sẽ chạy ra tận đây để mọc một cái búi khế này lên. Đấy, thực sự là nhiều cây nó rất là đẹp các bác, nhưng mà phải bới nó lên nhìn thấy gốc thì nó mới biết được. Nhưng mà có mấy ai chỉ có vô tình là một thi thoảng mình thấy thì mình chiến được thôi, chứ đa số là vẫn bị vùi dưới đất. Đấy các bác, cái chua nhá, cái chua chặt bỏ nhiều lần nó thế mà. Đấy, đây các bác, phía bên này thì chưa rõ vì nó còn vùi dưới đất. Giờ để đào lên xem có cái gì không bác nhá. Bây giờ em sẽ cắt bớt đi cho nó đỡ rậm rạp, cái tay tán rồi mình đào nó đỡ vướng bác. Đấy, cho thoáng tí đã các bác. Đấy, xong rồi này, em sắn qua kia thì gốc xem nó có gì không đã nhá các bác nhá, xong tính tiếp mình đào như nào. We'll be right back.
cắt sơ vào mấy cái cành này bác nhỉ, cắt bớt đi. Ôi, chán, ở đây nhiều đồ, không có đồ để đào, không có hai đồ để cắt, chán lắm. Thôi có gì dùng vậy, cắt mẹ cái tay này đi, lỗi rong để cho nó ok lỗ đây. Liệu đứa con tên như con đấy anh nhỉ? Con cái gì? Con cái đấy, bảo về thăm con đấy. Chẳng về thăm, về thăm cây thì có cây đâu mà thăm, nhưng mà mới đào được đấy. Đục cái chỗ này rỗng xuống. Ừ đấy. Thế này những cái khác. Để trồng vào đâu đây? Mọc sen sang đây mất tiếp quá nhỉ, này vòng vòng hay chết. Cật máy ra cái này. Thật sự đó, được không? Đấy. Có cây nhỏ nhỏ ở giữa kia đang bị che mất. Tiếc là không có thuốc mà bôi mấy cái rễ này, mấy cái vết cắt, tiếc quá.
Cậu cứ để cháu đâu không có ra đây nắng lắm. Rồi, đi trồng rồi. Không cầu kỳ gì trên. Đấy các bác, cũng được đấy chứ. Cũng được đấy chứ. Làm cụm rừng khế kìa. Đó lên nữa, làm cụm rừng khế. Đấy. Thôi để đi trồng cái đã bác nhé. Bệ chỗ này là dưới chỗ đất này có bệ đấy, có bệ chạy ở đây. Đấy, chạy ở đây. Đây. Điểm nhấn này. Đấy, liền hết. Bệ liền hết. Đấy, dưới này. Dưới này không tính. Trên này. Cái cua. Rồi kiếm cái để trồng nữa các bác nha. Xong phim. Vào bé con thôi không có. Nghịch tí vậy. Suốt ngày lọ mọ. Chả được tích sự gì đây. Trồng vào chậu ấy nha các bác nha. Đấy. Cụm rừng đây. Cụm rừng nói chung một gốc đây. Rất là phê đấy, không đơn giản đâu, mong là nó sống. Trồng nó ra đây rồi, tưới tí nước rồi. Bề thế phết đấy. Bề thế là phết đấy các bạn. Nha. Đấy, giờ thì nó không lộ bề đâu, bé vùi đất lên rồi. Tí nữa quấn quanh gốc cái ủ nó. Quấn ni lông lên. Kín. Bây giờ là để lưu lại một số hình ảnh này để sau này quay lại các bác sẽ so sánh nha. Ngày xưa như nào nha. Rồi. Đấy. Kết được phết đây các bác. Quan trọng là mình đào được. Các bác nhé. Quan trọng là mình đi đào được. Chứ mua đẹp hơn nhiều khi cũng không sướng đâu. Đấy. Mất tiền mà. Đấy. Rồi. Cảm ơn các bác theo dõi. Chúc các bác, cô chú anh chị em cuối tuần vui vẻ nha, với gia đình nha. Đừng có lo mọi em nha. Dành thời gian nhiều hơn cho gia đình nha. Rồi. Xin chào các bác.